Nhà thuốc Thanh Nghị hân hạnh kính chào quý khách. Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của con người, mà còn làm tổn thất kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và gia tăng gánh nặng cho quốc gia. Chính vì những lý do đó, quyết định cai thuốc lá chưa bao giờ là sai lầm. Tuy nhiên, để cai được thuốc lá với nhiều người luôn là một điều không mấy dễ dàng. Thấu hiểu những vấn đề đó, với mong muốn đem đến một đời sống lành mạnh cho người dân và cộng đồng, cứu giúp những người nghiện ra khỏi vũng lầy của thuốc lá, sản phẩm cai thuốc lá Thanh Nghị đã ra đời và thực hiện sứ mệnh này. Đây là quá trình nghiên cứu lâu dài và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính người thầy thuốc nhân dân lương y Nguyễn Thanh Nghị để cho ra đời sản phẩm giúp cai thuốc lá, thuốc lào, hoàn toàn từ các vị thảo dược thiên nhiên. Qua nhiều năm đến với tay người tiêu dùng, sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị đã khẳng định chỗ đứng thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam về phương pháp cai thuốc lá theo hình thức ngắt nicotine đột ngột. Đây là phương pháp cai thuốc lá vô cùng dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả và mang lại tỷ lệ thành công cao nhất hiện nay. Dựa trên cơ chế đào thải, làm sạch toàn bộ nicotine ra khỏi cơ thể, sản phẩm cai thuốc lá Thanh Nghị mang đến giải pháp cai thuốc lá đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, ai cũng có thể dễ dàng đặt mua. Chỉ cần truy cập địa chỉ trang web caithuocthanhnghi.vn hoặc gọi tới số hotline 0976 830 787. Quý vị sẽ được tư vấn, hướng dẫn tận tình chu đáo và đặt mua sản phẩm thuận tiện, đơn giản, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí với bất cứ ai khi đến với nhà thuốc Thanh Nghị. Với liệu pháp loại bỏ tận gốc căn nguyên gây nghiện thuốc lá, sản phẩm cai nghiện thuốc lá Thanh Nghị luôn được mệnh danh là khắc tinh của làn khói trắng. Sau khi nicotine được loại bỏ, cảm giác thèm thuốc sẽ không còn ngay lập tức, cảm nhận khói thuốc hôi khét, khó chịu, thậm chí sợ mùi khói thuốc. Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng chữa các bệnh lý khoang miệng, chữa hôi miệng, kháng khuẩn, tiêu viêm, chắc răng, điều trị ho, ho nhẹ, ho có đờm lâu khỏi. Sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá hiệu Thanh Nghị được bào chế từ những loại thảo dược như kim ngân hoa, bồ công anh, đại hồi, quế nhục, cam thảo, cúc hoa. Sản phẩm này là 100% thảo dược và đã được bảo hộ bản quyền bài thuốc và phân tích kiểm nghiệm độc tố bởi Bộ Y tế, có tem chống giả của Bộ Công an, nên tuyệt đối an toàn, không có tác dụng phụ và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm nữa, sản phẩm được chính người tiêu dùng kiểm chứng, đồng thời kết quả sau quá trình điều trị cai thuốc rất thành công, chỉ sau ít ngày sử dụng. Điều này đã tạo nên thương hiệu nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là vì sức khỏe của cộng đồng. Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị tự hào giới thiệu đến khách hàng sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá trong diện mạo hoàn toàn mới, với nhiều điểm khác biệt về mẫu mã, kiểu cách và mức độ hợp quy, hợp chuẩn ngày càng cao. Sản phẩm được chuyển từ hộp 2 chai 200ml sang hộp 1 chai 400ml, thiết kế bao bì sử dụng màu xanh dương làm chủ đạo. Phần thông tin thể hiện trên bao bì sản phẩm cũng được thể hiện song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, hướng tới việc hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế. Với diện mạo này, chúng tôi vô cùng tự tin khi sải bước trên thị trường và thực hiện sứ mệnh giúp cộng đồng tránh xa được tác hại từ khói thuốc lá. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá, hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc, thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.